Hello mọi người, nhất là các anh trai sinh năm 1976, năm Bính Thìn. Đây là video clip em làm về vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 cũng như là tử vi của cả năm 2018 cho tuổi của các anh. Mong rằng đó là cái thông tin hữu ích để các anh vận dụng vào cái cuộc sống, là cái sự nghiệp, là cái công việc làm ăn cũng như gia đạo của các anh trong năm 2018 một cách tốt nhất. Thì rất chia buồn của các anh thì năm nay các anh không được thuận lợi cho lắm, có sao hạn không tốt và vận niên thì cũng tốt, nhưng địa chi thì gặp năm lục xung, thì sẽ có rất là nhiều điều chờ đón của các anh. Tuy nhiên các anh là người người sinh năm 1976 Bính Thìn này thì nữ thì gặp nhiều rắc rối, nhiều trắc trở hơn là nam. Nam thì khá là thuận lợi, thì các anh là số lớn, mệnh lớn và thuận lẽ về nạp âm ngũ hành và bổn mệnh, cho nên là sẽ giúp cho các anh rất là nhiều, rất là tốt, gọi là số của các anh tốt hơn số của các chị nữ tuy là cùng tuổi. Đa phần các anh ở tuổi này thì nếu mà đi dây vào giai đoạn này thì là đã là những người mà có đó là những người mà có gia sản, có được tiền tài danh lộc, cho nên là không có cái gì mà phải lo ngại. Để xem như năm nay của các anh xấu ra sao và tốt như thế nào. Đầu tiên các anh là mệnh sa trung thổ, tức là đất pha cát, mà năm nay là gặp năm bình địa mộc, tức là mộc nó khắc thổ, là bổn mạng của chúng ta bị tương khắc xấu, sức khỏe bổn mạng không được gọi vững vàng. Sao của các anh năm nay lại dính sao Kế Đô, một cái sao khá xấu, nhưng mà nó ảnh hưởng cho nam chỉ khoảng 50-60% thôi, còn thật sự là sao Kế Đô là nữ rất xấu. Thì sao Kế Đô là ốm đau và tai tiếng ha, bổn mạng ở trên đã bị tương khắc, xuống sao là ốm đau tai tiếng, cho nên là bổn mạng và sức khỏe có vấn đề. Hạn là địa võng, rối rắm lo âu. Vận niên thì là vận niên tốt, dương hồi ngạn, tức là dê về suối tốt. Thiên can bính gặp mậu là sinh sức tốn hao, thay toàn giờ thấy tốn hao với tốn tiền, với lại bổn mạng không tốt không. Địa chi hình gặp tuất, người ta gọi là hình gặp tuất thì nó cùng hàng, nhưng mà thực chất ra thì nó là lục xung, hình tuất sửu mùi, hình tuất là lục xung ha, cho nên là chủ về sự rắc rối cũng trong gia đạo. Như vậy là chúng ta có một năm ha, có chỉ được một cái là vận niên thôi, còn sao mạng, thiên can và địa chi tất cả đều xấu. Chứng tỏ là năm nay, năm 2018 thì chờ đón của các anh là nhiều cái sự rắc rối và khó khăn, chứ không có suôn sẻ như các chị. Nếu như mà để xét mà tử vi thì của một năm thì thường phải xét trên cái thiên tính của các anh và thiên mệnh của các anh như thế nào, và để mình cộng hưởng vào các năm thì mình sẽ biết được là coi như là nó như thế nào, nó ra sao ở trong cái giai đoạn này. Các anh tuổi Bính Thìn thường là những người thông minh, tháo vát, rất là tự tin và dễ thành công trên đường đời. Các anh thành công sớm, các anh mà tuổi Bính Thìn là những người thành công sớm. Các anh là người có nhiều khát vọng, đa phần là muốn dương danh với đời, nhiệt tâm nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng mà nhận lãnh cái trách nhiệm nặng nề, đương đầu với nó. Các anh sẽ tốt hơn là làm những cái người mà gọi là chinh chiến, những người mà tự khai phá tự làm, chứ còn mà làm kẻ thừa hành thì các anh hơi dở ha. Các anh là có số làm lãnh đạo quan chức nếu thuận sanh. Các anh mà thuận sanh mùa xuân thì đa phần là quan chức rồi không ha. Rồi, các anh là được văn xương chiếu mạng, dù có học hành chuyên môn hay không, trong công việc các anh cũng có nhiều sáng tạo sáng kiến, dễ các anh mà làm cái gì là các anh hay suy nghĩ ra làm, tại sao làm vậy mà không làm cái kia cho nó gọn hơn, các anh sáng tạo ra. Sự nghiệp thì đa phần rất là dễ thành, ở lĩnh vực nào cũng các anh cũng có thể hòa nhập được ha, nhưng các ngành nghề mà đòi hỏi về trí óc, về giao dịch giao thương thì các anh là số 1, là người tuổi Thìn. Cũng vậy, các anh đó
như đã nói trên, dễ thành công là gì? Từ vì các anh là người có tài, thông minh, dễ đưa đến, nhưng mà ngược lại thì các anh dễ đưa đến cái sự mà khoa trương lắm ha. Các anh thích đôi khi là hơi tự cao một chút ở trong những cái cuộc nói chuyện rồi này kia, thì các anh hay chứng tỏ ta đây lắm. À, làm chuyện gì thì cũng thích mà khua chân múa tay làm cho người khác nể. Ví dụ như các anh xây cái nhà ở khu vực đó, thì các anh muốn làm cái nhà của các anh phải to nhất, đẹp nhất, ai cũng xung quanh phải đi ngang phải trầm trồ cái nhà của các anh. Đó là cái thói quen. Mở cái tiệc các anh cũng, ví dụ như là tiệc đám hỏi sinh nhật, các anh muốn làm cho thiệt lớn, có ca nhạc ca nhiếc rồi ha, Instagram ha. Đó là cái thiên tính của các anh, rồng mà bay mua lượng dữ dội đó. À, cho nên là các anh là ít cái người mà hợp tác. Người ta thấy các anh giỏi quá, các anh ấy quá, người ta cũng sợ à, và cũng có khó có bạn thân tình lắm. Toàn là chơi với cái cách lợi dụng, chơi với cái cách là thấy anh có công việc thế là chơi với anh, chứ còn không có thâm tình là đối khổ có nhau đâu ha. À, các anh là người rất hăng say năng nổ trong công việc, nhưng mà có một cái nhược điểm mà khi gặp khó khăn thì cũng dễ dàng vứt bỏ, đổi thay suy chuyển qua cái việc khác. À, thường hay các anh lại thường hay vẽ vời trong đầu của mình hoặc là nói với người khác cái mục tiêu mà có thể là thiếu thực tế, nó quá to lớn so với là bản thân mình. Đó là cái thiên tính của các anh ha. À, là người thích làm lớn nè, gọi là thích mạo hiểm trong làm ăn giao thương. À, cái thấy mà có thành công 30% thôi, nhưng mà nó là lớn là các anh chơi luôn. Nhưng mà đa phần thì các anh có sự may mắn của cái bổn mệnh, cho nên các anh hay thắng những cái việc đó. À, thì đa phần tuổi Bính Thìn thì gặp nhiều thuận lợi trên đường công danh sự nghiệp. Nếu quá tham vọng thì mới gặp trục trặc thôi, tức là quá mạo hiểm thì mới gặp trục trặc thôi. Thời điểm này của đời người, các anh khá thành công, có người đã là quan lớn, tuy nhiên vẫn còn khá trong trên, chưa có vững vàng vì do cái bản tính của mình vẫn chưa trầm lại. Bắt đầu vào đại vận 10 năm, tức là 45 tới năm 54 tuổi thì mới gọi là thời kỳ cực phát, càng lớn tuổi thì càng thêm danh chức và tiền tài. Số của các anh không bao giờ là số hổ. À, như vậy là các anh có cái số mạng ngon ha, chứ không phải số mạng mẫu lúa như em ha. Thì đó là một điều rất là ok. Thì để xét tử vi của năm nay thì đầu tiên chúng ta sẽ xét sự nghiệp và công danh của năm 2018. Thì năm Mậu Tuất 2018 các anh bị sao kế đô chiếu mạng, công việc thì trở ngại rối ren, bị tai tiếng và bản thân cũng dễ sinh bệnh nạn. Sao kế đô thì thuộc hành kim. Kế đô thuộc hành kim. Đối với các anh là mệnh thổ thì là sinh xuất, cần phòng tai nạn phạm thân, tại vì sinh xuất bản mệnh của mình là phạm thân ha. À, tuy nhiên là kế đô xấu nhất vẫn là cho nữ chứ không phải là cho nam, cho nên là lúc hoạn nạn thì cũng có người giúp đỡ. À, xảy ra việc gì đó to lớn thì cũng có người đứng ra cỡ mình, tức là nó chỉ có ảnh hưởng 50% thôi, chứ nếu mà nó ảnh hưởng 100% như các chị nữ thì em không dám nói trước ha. Rồi, hạn thì năm nay là địa võng, thì tâm tình vướng bận, nhiều việc âu lo, khó giải quyết thỏa đáng. À, vận niên tốt, dương hồi ngạn, tốt cho năm nay. Tuy không có cơ hội năm nay, tuy là sao hạn xấu, thì mình sẽ khó có cơ hội tranh quyền, tranh chức và lên chức, đoạt lợi. Nhưng có điều kiện để an dưỡng, dê về suối mình vẫn có điều kiện để bình thân, gọi là bình chân như vậy, không có bị sụt lùi. Nghỉ ngơi, tránh được sóng gió trong lúc thời hư vận xấu. Năm nay là thời hư vận xấu. Về tứ trụ thì năm nay là thiên hao, địa là địa hòa, cho nên công danh sự nghiệp có nhiều rối ren xáo trộn, bất lợi ha, tốn hao về tiền bạc, thất thoát và sức khỏe cũng suy hao. Nhưng gia đình thì do có địa hòa, nhưng gia đình thì khá ổn, sẽ là chỗ dựa cho các anh để vượt qua cái năm mà khó khăn này. Đó là về tứ trụ. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để luận giải thì năm nay Can Mậu thì là thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chỉ, như vậy là hỏa sẽ vượng, năm nay hỏa vượng. Đối với các anh thuộc mạng thổ mà gặp năm hỏa vượng thì có rất nhiều lợi ích, từ hỏa nó sinh thổ,
hỏa nhiều thì sinh thổ nhiều. À tốt. À, có nhiều lợi ích nè, công danh thì thăng tiến nè, có ốm đau thì cũng mau bình phục. Sao chiếu mạng thì là sao kế đô, đó là một sao bất an nên cẩn trọng trong công việc và phòng tai nạn. Vận thế thì không được tốt, tiền bạc khó nắm giữ. À, tuy làm ăn không thất bại, không, em nói không, xấu nhưng không có thất bại, nhưng có nhiều việc rối rắm phải tốn hao và bản thân cũng nhiều lo lắng. Có thể nói đây là năm trung bình đối với các anh về mặt ngũ hành. À, trung bình thì không có xấu nha. À, mới đầu thấy toàn nghe ở trên không thấy xấu không, nhưng mà về ngũ hành thì các anh hôm nay chỉ là trung bình thôi, không xấu đâu. À, như vậy là mình sẽ xét về mặt tử vi của năm 2018 năm Mậu Tuất. Tiểu vận là của các anh đi vào vượng địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn cái việc xấu, hóa giải cái sự chẳng lành do sao hạn xấu cũng như vận hạn đại hạn 10 năm gây ra. À, đại hạn 10 năm tức là từ năm 35 tới năm 44 tuổi là thời gian có nhiều biến động trong sự nghiệp, ha, có tốt có xấu còn tùy vào năm tháng sinh ha. Tiểu vận năm nay là một cái vương địa sẽ làm giảm phần nào cái ảnh hưởng xấu của đại hạn 10 năm, tăng cơ hội để vượt qua thời cơ khó khăn này. À, vậy là cũng ngon rồi. À, xét trong cung hạn đó, thì có nhiều sao xấu ảnh hưởng. À, sao tốt đó, thì cũng có, nhưng mà chế hóa được tất cả sao xấu và bù đắp lại thì hoàn toàn không có thể được. À, tuy nhiên các anh có được ông hóa lộc nè, với ông hóa khoa mà em đã hay nói, ông hóa khoa là đệ nhất hóa giải các tinh quân xấu. À, cho nên là tài lộc có lúc cũng sẽ có dồi dào, khó khăn thì có gặp quý nhân giúp đỡ, tránh được nạn tai hung họa. À, các anh còn có thêm nè bạch hổ và phi liêm nằm trong cung, chẳng khác gì là hổ mọc thêm cánh, phi liêm là bay mà. À, hổ mọc thêm cánh nói lên sự may mắn dồn dập, thành công dễ dàng, thời cơ tốt đẹp cũng vẫn có, bên cạnh cũng có mộc dục nè cùng với lại long điếu mà hội. Mà có mộc dục và long điếu hội này á, thì các anh năm nay bớt là lấy thân mình xả thân cứu mỹ nhân đi ha, đừng có cho mấy chị mượn cái bờ vai mà dựa vô khóc đỡ, nếu không thì sẽ có rắc rối. À, năm nay các anh chủ rắc rối từ phái nữ cho mình, nhất là phái nữ ở bên ngoài chứ không phải phái nữ vợ mình đâu ha. Mấy anh thì em biết rồi, bính thìn này thì trong cái vận trong cái tử vi trọn đời em đã nói rồi, rất là đào hoa, không có cái gọi là có sức thu hút và hay gọi là đưa thân ra che chở cho các em, cho nên là các em hay ngã vô lắm, cho nên là cẩn thận ha, năm nay cẩn thận. À, năm nay mà tham vọng lớn thì sẽ gặp trở ngại nặng nề, đặc biệt với mã ngộ tuyệt thì sẽ rất nguy hiểm, gây nhiều tai họa khó lường. Có tuyệt ở hạn á, chủ về sự là bế tắc trong công việc ha. À, tiền tài muôn sự thì rất khó thành công, bản thân cũng bất lợi. À, ha. Tuy nhiên với thiên mã nhập cung, cuộc sống có sẽ có nhiều thay đổi ha, có em thấy là có nhiều thay đổi, nếu không đi xa thì cũng phải thì là có thể là đổi chỗ ở hoặc là thay đổi vị trí của các anh năm nay ha, mà thay đổi thì chưa biết tốt hay xấu ha. Nhưng mà tình thế mà thay đổi nào có thay đổi thì năm nay em nghĩ là xấu chứ không có tốt được, tại vì mình có là lục xung nè ha, mình có kế đô và mình có cả mã thiên mã ngộ với tuyệt, cho nên là các anh cẩn thận nha. Với giải thần phượng cát long trì tọa chủ thì các anh vốn được nhiều người nâng đỡ ủng hộ, thì năm nay công việc có lúc gặp trục trặc khó khăn nhưng cũng sẽ có người tiếp tục ủng hộ và để mà vượt qua. Cuộc sống có mệnh hệ gì cũng có phần phước đức cứu cái tai nạn của mình lại. À, các anh thì số lớn mệnh lớn ha, cho nên là cũng không có gì quá lâu, khó mà bính thìn nam mà khó chết lắm. Cung mệnh thì có tuế phá, đại hao, nguyệt ân. À, tinh thần thì có nhiều điều lo lắng, vấn vương. Sự nghiệp chắc chắn là không thuận, quan hệ giữa cái cấp dưới
ha, cái người với người mà chủ yếu là cái người nhỏ hơn mình có nhiều lúc bất ổn, tiền của sẽ phải tiêu hao. Đôi lúc có những cái cơ hội tốt nhưng là năm nay không có thuận lợi, không đủ cứu vãn cái tình thế của mình đó, cho nên là phải cẩn thận. Các anh năm nay vẫn có cơ hội đó, nhưng mà vận thế của các anh năm nay không có tốt, cho nên là các anh sẽ không có tận dụng được cái cơ hội này đâu ha. Rồi mình nghĩ coi năm nay thì theo ý của các em, của em mà về tử vi phong thủy và vận niên và ấy, thì các anh nên ngồi yên và an vị là thành công ha. Qua năm tới đi rồi các anh vượt vô cái gọi là vượt hết đại hạn 10 năm, mình vô đại vận 10 năm rồi thì 10 năm tới các anh thà vàng, các anh còn rất nhiều cơ hội ha. Đó, về mặt tài chính tiền bạc á, năm nay thì năm 2018 các anh làm tay phải thì ra tay trái à, bị đại hao và tiểu hao hợp chiếu, không ốm đau hao tài thì cũng mất mát trong công việc, làm ăn sẽ phải bị thua lỗ à, cho có đại hao và tiểu hao trong cung tài bạch nha, cho nên các anh là cẩn thận. Nếu là các anh đúng không, thì ở vị thế của các anh hiện tại là những người có tiền, thì em khuyên các anh như vậy: biết chắc năm nay mình phải tốn tài, đầu năm nên kiếm cục đất bạc cục tiền vô đó, rồi coi như là đầu tư cũng tốt tay, thì mình phải hóa giải, mình phải dùng ngu ha, mình hóa giải cái việc đó, bỏ ra cục tiền mua đất, mua gì, mua đất thì chắc chắn nó sẽ không lỗ, có lỗ đi nữa thì nó cũng lỗ ít ha. Các anh lựa chọn một miếng đất anh đầu tư vào, đầu tư vào cái gì đó là sát đầu năm tôi đã tốn tiền rồi ha, báo cáo với mấy tinh quân xấu là đầu năm tôi tốn tiền quá ha. Cho nên là mấy tinh quân tốt ráng phù hộ tôi ha, trong từ đầu năm tới cuối năm tôi gỡ lại à, như vậy đó là một cách em hay chỉ cho mọi người mà nếu rơi vào cái việc mà đại hao tiểu hao đi chung à, đó nói chung phối hợp mà giữa ngũ hành và tử vi á, thì năm nay sự nghiệp của các anh á, vẫn có phần nào hưng vượng, nhưng các anh á, cũng phải trả giá không hề nhỏ, phải là đầu tư tâm huyết lắm ha. Một phần công việc bị chống phá, một phần có thể là do ốm đau, nhất là gia đình có nhiều chuyện mà các anh phải lo nghĩ và cẩn thận ha, mất ăn mất ngủ. Một năm mà tương đối thuận lợi về sự nghiệp của các anh, tuy nhiên là bất lợi về tình cảm và gia đạo à. Tại sao mà em nói như vậy, là do vận niên vận hạn ha, cũng như sao mệnh và năm địa chi là lục xung, thì lục xung thì nó địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều tới cái gia đạo của chúng ta, cho nên là các anh cần cẩn thận ha. Rồi như vậy là xong về phần sự nghiệp và công danh, thì bây giờ chúng ta xét về tình cảm và gia đạo của các anh như thế nào. Năm 2018 là một tuất, công việc làm ăn của các anh có nhiều rối rắm phức tạp, kinh tế cũng có phần khó khăn, lên xuống thất thường, vì vậy tình cảm cũng không được vui vẻ do là bận biểu cái công việc mình lo toan ở bên ngoài. À, với địa hòa các anh là người có tinh thần trách nhiệm cao, khá sĩ diện với xuyên thiên hạ xung quanh, cho nên là lúc nào cũng muốn con cái mình cái gì cũng có này kia hết, lo lắng thì mình phải tự ôm vào lòng à, luôn lo lắng cho gia đình nè, vì vậy dù trong lòng có nhiều âu lo thiếu thốn, vợ con cũng không biết, cuộc sống vẫn an hòa. Lưu hạn thì có thiên trù thiên thủy, gia đình thì có nhiều niềm vui, vật chất thì có cho con cái, và con cái của các anh người tuổi Bính Thìn thì nam hay nữ thì con cái cũng rất là tốt ha. À, con cái thành tựu về học vấn và nghề nghiệp khá ngoan ngoãn đối với các anh. Mã nhập hạn tức là thiên mã nhập hạn á, thì các anh bận rộn nhiều lúc xa nhà bằng mọi cách, cần xa nhà lắm, bằng mọi cách cần chú ý đến con cái, có phục tế hư, nếu không khéo các con của anh, nhất là mấy đứa mà dưới 21 tuổi à, dễ bị dễ có người gây hư hỏng, gây bất ổn cho gia đình, quan hệ bạn bè của tụi nó thì có kẻ xấu lôi kéo à, quan hệ bạn bè của các anh đó, đề phòng kẻ bị người đâm sau lưng, nhất là những người nhỏ tuổi hơn, đồng thời tránh nơi chốn dễ xảy ra xô xát, rất nguy hiểm vì tai bay vạ gió. Các anh năm nay là tai nạn phòng rình ở bên thân, cho nên là cẩn thận nha. À, rồi
Như vậy đối với các anh độc thân, năm nay đi nhiều thì sẽ có quan hệ được nới rộng và có thể gặp lại một người nào đó mà trước đây mình đã yêu hoặc là trước đây mình có mối quan hệ. Buồn vui thì cũng nhiều ha. Tuy nhiên cái tình cảm này nó cũng chỉ là thoáng qua thôi, các anh thì không có mặn mà đâu. Tử vi không thấy bóng hồng nào, cho nên là nên tình cảm lứa đôi có cũng chắc là chỉ vui vẻ thôi, không có gì sâu đậm ha. Tình một đêm ha, các anh này thì cũng khoái cái vụ đó lắm, tình một đêm thì với Bính Thìn chịu lắm. Nếu như mà các anh mà độc thân mà đã có ý trung nhân á, muốn tiến đến hôn nhân hôn sự á, tuy không thuận lợi nhưng mà năm nay cũng không có kiêng kỵ gì đâu, năm Mậu Tuất cũng không có kiêng kỵ gì đâu, quyết được. Dù là lục xung nhưng mà nó không kiêng kỵ cưới ha. Ok, về mặt sức khỏe thì năm Mậu Tuất 2018 là sao hạn không tốt, sức khỏe sẽ phải thất thường. Các anh lo nghĩ nhiều, công việc nó ấy nhiều, cho nên là sẽ chóng mặt, đau bao tử gì đó, là cái chuyện đó là thường xuyên, nên nghỉ ngơi và uống cẩn thận. Tuy nhiên bệnh hoạn của năm nay không phải là vấn đề của các anh về bổn mệnh, mà là cái việc tai nạn. Các anh sẽ bị tai bay và gió và tai nạn là rất là nhiều, cẩn thận nhiều hơn khi ở chốn đông người nhậu nhẹt, bổn mạng bất an, coi chừng bị nguy vong. Em nói trước nha, coi chừng bị nguy vong là về phần tai nạn, về phần bệnh hoạn chứ không phải là do các anh ha. Rồi, đó là tử vi của các anh Bính Thìn sinh năm 1976 cho cái tổng đoán của năm nay, năm Mậu Tuất 2018. Thì các anh, em có làm thêm cái phần vận hạn 6 tháng đầu năm để cho các anh biết được là các anh nên cương, nên nhu như thế nào ha. Rồi, đầu tiên hết đó là tháng giêng của năm Mậu Tuất chính là tháng Giáp Dần. Thì tháng Giáp Dần là tháng Thủy, mệnh là thổ của chúng ta sẽ khắc Thủy, bản mệnh tương khắc tháng 6 ha. Bính với Giáp á, chữ Bính của Bính Thìn không xung không hợp và cũng là cản thái cân bằng tự chủ. Địa chi Thìn với Dần cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình hại và cũng không tương hợp nhau. Như vậy là tháng này của chúng ta là các anh phải cần để ý về cái bản mệnh của mình là nhiều nhất. Chứ còn công việc thì thiên can không gì, gia đình thì địa chi cũng không hung xạ gì, thì sẽ không có gì quá nặng đối với các anh. Tuy nhiên cái phần mà bản mệnh là rất khó khăn, tại vì là các anh tổng năm các anh là bản mệnh đã không tốt, bản mệnh đã bị tương khắc, rồi đó là sinh xuất của sao kế đô, cho nên là các anh cần cẩn thận bản mệnh của mình ha. Tháng này sao bản mệnh bị tương khắc thì sao bản mệnh nó sẽ bị yếu đi, thì bản mệnh rất là dễ bị phạm thân ha, các anh cần cẩn thận ha. Cái còn về mặt tiền bạc, về mặt công việc thì em nghĩ không có gì, tháng này dù gì cũng là tháng ăn chơi cho nên nó nhẹ nhàng thôi. Tháng 2 là tháng Ất Mão, tháng Thủy cũng vậy, tháng này là tháng thọ thủy cho nên là thổ khắc thủy, bản mệnh cũng phải cần cẩn thận. Thiên can Bính Ất thì không xung không hợp bình thường, Thìn Mão thì thuộc nhóm tương hại, như vậy tháng này sẽ xấu hơn cả tháng 1. Thì chúng ta là bị tiếp là tương khắc đồ thổ nó khắc thủy, nhưng mà thủy này thì nó nhẹ hơn, thủy này thủy âm thì chúng ta nó vẫn nhẹ nhàng hơn một tí. Địa chi thì Thìn với Mão là thuộc nhóm tương hại, mà tương hại là sao? Tương hại là được hiểu là sự cản trở nhau, gây khó khăn cho nhau. Thì cái địa chi thì nó nắm nhiều về gia đạo, cho nên là địa chi chúng ta đã bị lục xung rồi, tháng này lại là tháng tương hại nữa, cho nên là gia đạo sẽ là có vấn đề, cho nên các anh cần cẩn thận nhịn vợ tí xíu ha. Đi lỡ có đi ra đường thì cũng chùi chùi cái miệng cho sạch sạch, cho để về đừng để son cho miệng ha, có chuyện gặp mà tháng bản mệnh bị tương khắc nữa chắc chắn là sẽ bị phiền hà rầy ra ha, cho nên là cẩn thận. Rồi, đến tháng thứ 3 của năm Mậu Tuất chính là tháng Bính Thìn. Tháng này là tháng thổ, thì người ta gọi là năm sinh tháng đẻ. Nhưng mà tháng đẻ này là tháng cùng hàng, cùng ấy chúng ta luôn, cùng tuổi, cùng hàng, cùng hành, cùng gì hết. Cho nên là tháng này nọ vậy chứ không có đến nỗi nào. Tuy là tháng đẻ nó cũng có phải, tốt nhất là nên cẩn thận, nhưng nó không phải là tháng quá khó khăn. Thí dụ như chúng ta là tuổi Bính Thìn mà gặp tháng tháng Mậu Thìn hay là cái gì đó thì tháng Thìn khác, chứ không phải là Mậu Thìn ha, tháng Thìn khác
Ví dụ như tháng chúng ta Bính Thìn thì tháng là Thìn Thổ đi, chúng ta Thìn Mộc kiếm gặp Thìn Mộc nữa thì chúng ta sẽ chết. Cho nên là cẩn thận. Thì như vậy là do là tháng xanh cho nên là các anh phải nhớ cẩn thận, nhất là cái việc sức khỏe của bản thân mình ha. Gia đạo thì cũng không có gì, tại vì nó thiên can thì đồng hàng mà, rồi địa chi thì Thìn với Thìn cũng đồng hàng không sao hết, nhưng mà là em thì em cũng nên cẩn thận cho tháng đại của mình. Tuy về mặt phong thủy tử vi nó không có gì, nhưng mà mình phải nên cẩn thận chút. Tháng tư tiếp theo là tháng tư, tháng Đinh Tỵ, tháng này cũng là tháng Thổ. Thì như sao, mệnh đồng hàng Thổ, sức khỏe tốt, của mạng ok. Thiên can Bính Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, Thìn Tỵ cũng vậy, tự chủ hòa bình không hình hại gì nhau. Như vậy thì tháng tư của chúng ta là một cái tháng tốt cho bản thân các anh nhiều. Tại sao? Tại vì chúng ta có mệnh đồng hàng, mệnh đồng hàng thì sức khỏe nó không ảnh hưởng gì, tốt, không có phải lo sao bổn mạng không bị tổn hại, tất cả mọi thứ ổn. Thiên can và địa chi thì không hình hại, không xung khắc, thì gia đạo và công việc làm ăn cũng sẽ không gặp trở ngại gì nhiều, sẽ tốt. Tiếp đến là tháng Mậu Ngọ, tháng này là tháng hỏa, năm này hỏa vượng gặp tháng hỏa thì đây là lúc hỏa rất là nhiều, mà hỏa nhiều thì sẽ sinh thổ, mà chúng ta là mệnh thổ mà, tốt, điều này sẽ đem lại may mắn cho các anh nhiều. Thì để xét xem coi nó như thế nào. Mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh mình được tương sinh rất tốt cho bản mệnh và các sao tinh quân tốt. Thiên can Bính Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, Thìn Ngọ cũng vậy, tự chủ hòa bình không hình hại, không xung khắc gì nhau. Như vậy tháng này bản mệnh tốt tương sinh thì bản mệnh tốt, sao bổn mệnh sáng, tất cả các tinh quân các sáng, thì thiên can không hình không hại gì cả thì là một điều tốt, dấu hiệu tốt để chúng ta mà có cái công việc làm ăn phát triển. Thìn Ngọ cũng vậy, nếu là em thì em nói thật sự là những cái công việc lớn, những cái việc bàn thảo thì quan trọng thì em sẽ nên để trong cái tháng này, vì tháng này hỏa vượng sẽ rất tốt cho người mệnh thổ. Điều đó là chắc chắn sẽ làm cho các anh có nhiều lợi lộc và tài khí. Rồi đến kế tiếp là tháng Kỷ Mùi, cũng là tháng hỏa, hỏa này hỏa âm thì mệnh cũng vậy, hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh là rất tốt. Bính với Kỷ thì không xung không hợp không gì hết. Thìn với Mùi là thuộc nhóm tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi ha. Nhưng mà con Thìn với con Mùi nó cách hai con kia nữa, cho nên là gần như cái sự xung khắc của cái tứ hành xung này nó bằng không, cho nên là một điều tốt. Mà sao bản mệnh của chúng ta đã được tương sinh nữa ha, cho thì cái chuyện mà xung khắc yếu như thế này không ảnh hưởng gì chúng ta hết. Như vậy mà có thể nói là hai cái tháng được tương sinh bản mệnh là tháng 5 và tháng 6, tháng hỏa vượng rất tốt cho các anh. Và đều phải nói là các anh nên tận dụng cái sự tốt của cái tháng này để mà phát huy những cái gì mình có. Em nghĩ là vào cái giai đoạn giữa năm thì tiền tài danh lộc đồ này kia sẽ là một điều khá là ok để giúp các anh mà có được tốt hơn. Như vậy thì nãy giờ mà xét 6 tháng đầu năm thì cái thiên can của chúng ta gần như không bị hình hại gì nhiều, toàn là tự chủ hòa bình, rất là tốt cho công việc, rất là suôn sẻ cho công việc làm ăn. Như đã nói rồi, chúng ta chỉ chủ yếu là năm nay công việc làm ăn thì ok, của các anh thì ok, năm Mậu Tuất thì ok lắm, nhưng về gia đạo, về sức khỏe thì là vấn đề. Cho nên là thấy không, thiên can nãy giờ các anh không bị dính gì cả, không bị hình hại gì nhiều, chủ yếu là về bổn mệnh và địa chi. Nhưng mà theo em nghĩ thì những tháng đầu năm là những tháng khá suôn sẻ và êm đẹp đối với cái tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 của các anh. Điều đó là cho chúng ta cái khởi đầu thành công tốt đẹp thì là một điều rất là ok. Như vậy là đây là những cái chia sẻ của em về tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 cho tuổi của các anh sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn. Như vậy là có rất là nhiều điều tích cực trong cái cung mệnh. Bên cạnh đó là cũng có những cái cảnh báo rất là nguy hiểm, đó là các anh có thể bị tai nạn, nguy vong đến bản thân, nguy vong đến mệnh. Và thứ hai nữa là nếu như các anh có đại hao và tiểu hao không cung thì nên đầu năm, theo em thì nên bỏ tiền ra đầu tư một cái gì đó mà cuối năm hoặc là sang năm sau chúng ta bán ra, chúng ta không bị lỗ lãi nhiều ha.
Như là anh em mà nếu mà em có tiền thì em ra mua cục đất, còn em đầu tư cái gì đó nó chắc cú, không có gây ra nhiều nguy hiểm mà cũng không có sinh lợi nhuận nhiều. À, đừng mong cầu lợi nhuận nhiều vì nó là một cái năm xung thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Rồi, như vậy là đã xong cái video này. Nếu như các anh xem thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Bính Thìn cùng biết. Nếu như ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì xin bấm đăng ký ở bên dưới để chờ đón những video clip về tử vi của năm 2018, năm Mậu Tuất cho tuổi của mình cũng như tuổi người thân, để mà có được cuộc sống tốt hơn, làm ra tiền tài và sắm nhà lầu xe hơi vui vẻ. Cái điều đó là một điều em rất mong muốn ở mọi người. Và video hôm nay đã xong. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.